Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te pique cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Lâu rồi hôm nay mình mới làm lại một bản hết về tựa game là Last on Earth. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên các bạn sẽ vào trong web để mà đó là chia sẻ với thư sử dụng nhé. Cũng như các phiên bản trước thôi, các bạn sẽ tìm kiếm là bản hết mới nhất. Ở đây hiện tại là 1.6.4. Mình sẽ vào đây. Rồi, mình sẽ kéo xuống và tìm lên hết. Ok. Các bạn sẽ download cái file này về. Ở đây là mình đã download, ở đây thì mình đã download rồi cho nên là mình sẽ không có phải download nữa. Sau khi các bạn download về thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ được một thư mục, đó là các bạn sẽ được là một tệp tin, đó là tệp tin này. Các bạn giải nén ra. Sau đó thì các bạn sẽ được cái thư mục này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ copy từ thư mục này cũng như là các phiên bản trước thì các bạn sẽ copy cho mình 6 cái tệp này. 1 2 3 4 5 nhầm chỉ có là 5 tệp thôi. Các bạn sẽ copy. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái tag ở đây. Ok. Vào đây. Các bạn tìm kiếm cho mình đó là thư mục là data. Sau đó sẽ là data. Các bạn kéo xuống đây, ở đây thư mục này. Đây là thư mục game, các bạn vào là phần list. Ok, mình sẽ sáng. Ở đây mình sẽ là chấp nhận là ghi đề. Ok. Ok, như vậy là đã thành công. Bây giờ mình sẽ vào game. Cũng như ở các phiên bản trước đây thì phiên bản này thì nó hoàn toàn là cũng giống như mọi khi thôi. Nó sẽ nhân đôi tiền với lại các thứ miễn phí chế tạo các kiểu. Ok. Ở đây là 1940 tiền. Mình sẽ hiện tại thì nó chưa mua được những, nó chỉ mua được những cái vật phẩm như này thôi. Nó sẽ nhân đôi tiền các bạn, cũng như là các thứ khác. Ok, thì ở đây mình sẽ tắt ra này. Ok, chúc bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem clip.